Bây giờ thì bọn mình đã đi đến khu vực núi Cô Tiên rồi. Đây các bạn, đây bây giờ mình vào đây tham quan coi như là thắp hương. Để cho thẻ nhang. Đây, mình mua vàng mấy hương rồi. Bây giờ đi vào đây. Đây này, đền Độc Cước. Đây là miếu Sơn Thần. Đây là ở rìa biển luôn các bác ạ. Mình vừa mới thắp hương xong đâu đấy hết rồi nhé. Thắp hương hết rồi. À, khu đấy đẹp. Đi ra đây xem này. Bây giờ là mình đương ra một cái khu vực để ngắm khuất biển ở bên trong thì bảo đẹp. Khu vực này là có những các cái tầm view rất là đẹp. Đứng ở khu vực này thì ngắm được toàn bộ biển và thành phố Sầm Sơn. Nhưng mà hôm nay tiếc rằng một điều là thời tiết sương mù rất là nhiều, cho nên là tầm view hay là không được rõ cho lắm các bạn. Nay sương mù. Hôm nay tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp thôi. Đây những thuyền chài đi về đánh bắt về để các bạn xem. Rất là nhiều. Đây là con xem như trong khi mọi người lên đây ngồi chơi. Điệp giáp ấy. Đó, xuống dưới kia nó ngồi à? Đó, là... Mùa hè là xuống dưới đấy ngồi á? Ừ đấy mát nhỉ. Mấy đứa cứ ngồi đi. Trời ngồi ơi, mưa thế này. Đi bây giờ đây. Đi bây giờ đấy bà. Biển coi như là biển. Hôm nay thời tiết coi là sóng gớm này. Đây mới gọi là thuyền ra khơi, thuyền tìm ra biển lớn đây này. Những con sóng bạc đồng. Đây, các phái đoàn anh em đi đây, rất là đông. Làm bikini. Đúng là biển không nhìn thấy gì cả. Biển mênh mông. Các bác thấy những các cái thuyền chài đấy, người ta họ đi đánh bắt bây giờ về này. Hôm nay thời tiết tiếc rằng là mù mịt quá, đâm là khó nhìn. Đây, ở đây các bác thấy đấy, tầm view đứng ở khu vực này nhìn dọc bãi biển Sầm Sơn. Đây là những các cái bãi biển coi là đẹp nhất này. Buổi sáng này ra là cái chợ này là cái chợ, một trong những chợ hải sản lớn nhất ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Sáng là họ đi đánh bắt về, sau đó là họ sẽ bán ở đây cho những các cái khách du lịch thập phương đến để mua, để mang về ăn rồi là làm quà cho người thân trong gia đình ấy.
lần cận tôi bị Việt Nam đánh như dân huyền phải chạy xã sân khánh tôn thư phụ kim thần tinh chú lý dương tình thì nguyễn thị em nam tử lý quân nghĩa. Bây giờ thì anh em nhà mình lại đi tiếp khu vực khác. Này thời tiết mưa quá, mưa phùn. Quý bao giờ? Quý này nó lại đi Thanh Hóa mà. Thanh Hóa nhưng mà chưa được không, Thanh Hóa thì không đèo núi cơ. Phải đi Mộc Châu mới cả ấy cái thứ mới đèo chú núi. Chú vào đây rồi. À. Chú nhà chú đi nghỉ dưỡng chú vào đi Thanh Hóa FLC cứ ở đây này. Lên thì dễ thôi nhưng xuống lái xe là chuyện leo đồi leo núi đổ đèo là chuyện bình thường, chuyện nhỏ như con thỏ. Đền thờ Đức Thánh Tô Hiến Thành. Đây là đi lên đâu? Hòn Chống Mái. Hòn Chống Mái. Cái Việt Nam nhà mình là trên bản đồ là khu vực là ở đây là nhỏ nhất có đúng không? Nút thắt à? Khu vực Thanh Hóa này là miền Trung mới là bé nhất như nhỉ? Quảng Bình. À. Quảng Bình là nhỏ nhất. Là nút thắt ở giữa là nhỏ nhất. Tỉnh Thanh Hóa nó rộng lắm, tỉnh sau Nghệ An. Thái Bình thôi. Sau Nghệ An. Nghệ An rộng nhất. Thanh Hóa này là rất là rộng đúng không? Chiều dài của thành phố Thanh Hóa cũng dài lắm đấy. Nó trải dài mà chính là đất ở trong Thanh Hóa là đẹp, vào khu vực huyện Yên Định các thứ là đất phẳng lắm, đẹp lắm. Vâng. Có rừng, có biển, có núi. Thanh Hóa này này nó đúng biển là có phát triển du lịch là nhiều. Bây giờ thì anh em nhà mình đã đến khu vực Hòn Chống Mái đây. Bây giờ lên đấy để tham quan và chụp ảnh lưu niệm này. Khu này rất là đẹp các bạn, cây cối coi là rừng rất là đẹp. Chụp ảnh thôi, tách đôi ra mà chụp ảnh kỷ niệm thôi. Vào chụp đi, ai vào chụp ảnh đi. Sao cơ? Hàng bao nhiêu năm không có gì. Không bao giờ hàng bao nhiêu năm rồi. Không bao giờ bay được à? Không bao giờ. Cân bằng trung thực. Con ở trên Lam Kinh có cây ổi mình giờ vào là cây ổi cười đấy. Cây ổi cười. Vâng, ổi cười của Lam Kinh. Hay là lên Lam Kinh nữa. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Con thấy cho ông Hà. Bây giờ là lên đền Cô Tiên á. Xuống.
Đây. Đền Cô Tiên. Đây là đền Cô Tiên. Tôi ghi cấm ô tô vẫn lao vào kia. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Cô Tiên. Đây là khu vực di tích lịch sử đền Cô Tiên ở đây rồi. Đây anh em nhà mình đang vào khu. Ở đây rìa biển à Linh? À, đây cũng lại rìa biển tiếp. Đây là đền Cô Tiên ở sát rìa biển luôn. Ở dưới này có cái hầm ngày xưa chiến tranh. À có hầm dưới này. Hầm ở dưới này. Nó đi xuyên từ hầm bên này sang bên đầu bên kia luôn. Xuyên. À. Nhưng mà người ta chưa khai thác thì trong nó tối lắm. À. Hầm là hầm tự nhiên hay là hầm chiến tranh ấy? À chiến tranh mà trốn. Đây là. Đây là bãi biển rất đẹp các bác. Đây có một cái miếu Cô Tiên ở đây này. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Đường đi rất là gập ghềnh các bác ạ. Đường rất là khó đi. Đây khu vực này là khu vực nào? À. Đây biển đây. Xung quanh là toàn biển các bác. Mọi người là anh em là ở đây. Rất là đẹp, phong cảnh rất là đẹp. Đây bên trên này là miếu Cô Tiên này, ở bên trên này đây. Đây là bọn quý cầm cái ốc hến rồi không? Ốc hến rồi nó chết rồi chứ. À, gì đây bà bám đây đây. Đây là vẫn sống á? Đang sống á? Ảnh có đẹp không? Ảnh chụp ảnh à? Không, đường quay đây, các bác ơi, nhìn thấy có ok không? Đây này, rất là đẹp. Đây này. Canada à? Không, không, để ngang máy ra đấy. Quá đẹp luôn.
này đấy. Rất là đẹp luôn. Ở đây này là bắt được hơi điên dạm rồi. Đấy. Chỉ bắt có trong vòng lửa tiếng đồng hồ được hơn một yến dạm rồi. Nước lên buổi sáng là đi. Con là luộc uống bia. Con này em người ta bán 20.000 cân. Đây là to nữa. Đây là con dạm đây à? Đây. Dạm xanh. Màu xanh nét nhỉ. Quay mấy con ví dụ thôi chứ bắt được mấy chục mấy hơn chục cân rồi. Này là chục mấy đẹp này. Đây cảnh rất là đẹp, bãi đá này các bác thấy đây, sóng rồi nè, cũng là biển sóng to. Nó rất nhiều ở đây, anh này nó rất nhiều. Phái đoàn bây giờ đã đi xong hết rồi, bây giờ về ăn uống đây tại nhà hàng Đệ Nhất Quán, đặc sản dê núi. Đệ Nhất Quán, đặc sản dê núi, đồ biển, đồ đồng. Địa chỉ phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ai? Gấu ấy. Đâu rồi, nó đâu? Gấu đâu? Gấu xuống chưa? Thằng gấu xuống chưa? Nhà hàng này rất là rộng rãi, đẹp. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Hải Hợi. Đẹp ạ. Trong nhà hàng. Hả? Vào đi, gấu vào đi. Gấu mèo vào đi. Vào đây. Gấu không phải cói, đi vào. ngồi đây. Nước ấy. Hiền lấy cho nước này. Nước cho cháu, không phải là sợ nó khát nước ấy. Du lịch á? Cái gì? Đó là đi chơi. Đi chơi mà. 17 người. Đầu trâu thật mà. Này là phái đoàn ăn toàn món dê thôi nhé. Dê núi.
Canh đắng á? Canh đắng ngon đấy. Mùi tương đã sực lên rồi nhỉ? Đúng là tương tương bần không? Đặc sản tiết canh dê đây, dê núi của Thanh Hóa này các bác nhé. Đây là món lẩu dê. Nhúng mẻ. Lẩu là khác này. Nhìn hấp dẫn lắm, ngon lắm, tuyệt vời luôn á. Tuấn Anh, để ai đăng ký 2 bát? Tất cả là 2 bát hết. 15 bát thôi. Ai ăn 2 bát thì ăn. Chắc phải 10 bát chứ. Mỗi 10 bát. Có rượu rồi, có rượu rồi. Bảo quan nói dùng bát này. Này, bát này có mở được rồi. Không 10, không phải 5, 7 bát. Điều bản rồi, ông bảo đánh đấu tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng nhá, ăn cơm ăn tiệc mấy cả anh em chú cháu chúng tôi nhá. Xin mời tất cả quý vị uống rượu ăn tiết canh dê mấy cả anh em chú cháu chúng tôi, và có lẽ cái video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng ở những video tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, gặp nhiều may mắn hạnh phúc bên người thân của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Để đi ăn là nó chỉ có bỏ thịt dê tươi ngon lắm. Anh à, mở ra cái này là cái gì, nó gọi là cái gì đây? Hấp lá tía tô hành tím. Dê hấp lá tía tô hành tím này. Còn món này là tím là ấy mẻ. Nhúng mẻ. Dê nhúng mẻ. Rất là ngon. Còn đặc sản dê núi rất là ngon. Ơ, bên này chị em nhà bà đã ăn cơm rang rồi. Đây là mực xào các bác nhá. À, mực chiên. Mực chiên này. Tôm xào hải sản à. Cơm chiên hải sản. Cơm chiên hải sản này. Toàn là hải sản. Cơm chiên hải sản này. Mì tôm xào hải sản này. Mực chiên này. Ngô chiên à. Ngô chiên toàn món ngon lắm. Toàn món ngon tuyệt vời luôn. Ôi thế cún không ăn đi. Cơm các thứ ngon lắm. Dê lướng này. Dê lướng là ngon lắm. Dê nhúng mẻ này. Bây giờ là dê tái dê này. Dê hấp này. Các món hải cứu tí tô. Hải cứu tí tô rất là nhiều. Rất là nhiều. Linh à,
ba ăn hết thì người ta thay đổi. Nóng hùn hút luôn. Gấu mà sóc ăn mì tôm này. Sao đấy? Ăn gì đây? Sóc ăn gì đây? Ăn cháo à? Đang rất là to.